À rồi, à vâng, xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh Văn Trường giống như tất cả mọi người yêu mến cây cảnh, cây mai vàng trên cả nước. Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ anh em cách chăm sóc mai vào tháng 4 nha anh em. Thì những cái việc gì cần lên làm và lên bấm đọt hay chặn đọt đối với những cây nào và lên bón phân gì hoặc là sử dụng thuốc gì để phòng những cái bệnh gì thì sẽ có kỹ trong cái video này nha anh em. Thì sau đây mình sẽ quay cho anh em một số cây mai mà sau khi xả tàn thì bây giờ cũng là đầu tháng 4 rồi anh em, nay mùng 3 hay mùng 4 gì này. Ngày mùng 4 thì sao? Vốn là người ta tính âm lịch nha anh em, không tính dương nha, bởi cây mai người ta tính âm. Thì vào thời điểm này thì anh em nên quan sát kỹ những cái cây mai của mình, xem thử là tình hình tình trạng cây là vẫn còn yếu hay là đã đủ tàn, đủ nhánh hoặc là đã sung rồi. Thì đối với cây mình đang quay đây là một cây giáng long của Bình Định nha anh em. Cây này và cây này thì theo như hai cây này thì theo như con mắt mình đánh giá thì nó sung quá, khả năng là lư hơi dư lượng đạm, có khả năng là do mình thúc quá nhanh, khả năng là mình bón DAP kết hợp với một số loại phân thuốc, nói tóm lại là phân hữu cơ, ví dụ như phân chuồng, phân bò đi, phân bò thì nó cũng là thành phần lượng đạm cao nha anh em, nó đạm tuy là nó là bên hữu cơ nhưng nó vẫn là một lượng đạm rất là cao. Bởi vì khi mà bón nhiều thì cái mài anh em nhiều cây nó sung quá, ít cây sung này em nha, thi thoảng thì mới có thôi, thì nhiều cây nó sung quá thì sẽ ra cái nó cành, nó thì cành nhánh ở trong đây này nha, mình gom cành đây mà bây giờ nó thừa ra dài quá này, bây giờ nó dài quá. Nếu như trên thực tế á, thì để lại những cành này vẫn được nha anh em, chứ không phải không, nhưng mà do là cái chậu của mình là chậu chậu 60 đi, mà cái cây của mình là tổng chiều cao là mét rưỡi, bề ngang tới mét, bây giờ nó tới mét 2, mét 3 rồi anh em. Thì đối với những cây mà sung mãn này thì vào mùa này, khi mà vào mùa nắng thì nó hơi mạo hiểm một tí, bởi vì một ngày tưới nước 2 lần vẫn không đủ cho những em này, trừ khi là thay chậu, cái chậu lớn thì không nói, chứ cái chậu nhỏ đây anh em thì lượng nước không đủ, một ngày tưới 2 lần vẫn bị khô nha anh em. Đây là có cái gai xấu hổ, lượng nước mà mình tưới ngày 2 lần thì vẫn bị khô đối với cây nào. Thì vào thời điểm này thì anh em lên là chặn hết toàn bộ những cái lọc nhánh này anh em, những cái cành nào mà nó dư khỏi phong cây, cây giáng long thì nó có cái giáng sẵn rồi nhé, một năm mình chỉ sẽ cho ra khoảng tầm là rộng thêm khoảng tầm là 4-5 phân thôi, còn nếu muốn cho ra nhiều thì anh em phải đổi chậu, bởi vì cái chậu đây thì nó nhỏ hơn so với cái cây rất là nhiều. Đó, thì anh em nên chặn lọc, và chặn lọc này thì không nhất thiết là phải chờ đợi cái này dài nha anh em, khi anh em chặn sớm này thì nó sẽ nhựa nó sẽ lấy này, nuôi lại những cái cành nhánh trong này, là sẽ giúp cho cành nhánh nó phát triển mạnh hơn. Cây này như cây đọt xanh anh em, cây đọt đọt hồng hồng, cây này cái mai đọt hồng mà không biết giống gì thì mình chịu, toàn cây mấy cây này cái khách thử ấy, cho nên là mình không rõ. Đây này anh em, rất là lẹp phè này, trên thực tế thì để vẫn được, để rãng vẫn được, mà thôi mình gom bớt đi, mình chặn này đi để giúp cho cái nhựa nó nuôi cái giàn tán ở trong, nó cho lực cây, chứ nó leo que mấy cái cành này là trước sau gì cũng bỏ này nhé, trước sau gì cũng bỏ thôi, vì số lượng hoa quá nhiều thì sau Tết cây sẽ chịu không nổi nha nhé. Nếu như mà một cây mà sung quá mà lượng hoa quá lớn thì qua Tết là cây mai của anh em sẽ bị xuống sức, vì vậy cho nên là mình phải hạn chế, cây trồng chậu mà đâu phải cây trồng đất đâu nhé, thu gom bớt này này và nó sẽ đẻ cái nhánh khác nó ra đều tàn hơn. Và đặc biệt là mùa này thì đối với một số cành, nhưng mà cành dăm, cành tăm anh em, cành dăm, cành tăm là cành nào, cành dăm, cành tăm là cành trong đây này anh em, đây này, đối với chỗ cành sát thân này thì nó sẽ không được quang hợp, bởi vì nó không có nắng vô được, cây rậm nắng không vô được, thì những cành này thì anh em cũng lên nha, lẩy bỏ đi, bởi vì những cành này sau này nó vẫn có hoa chứ không phải là không có nha anh em, nhưng mà nó rất là ít, là 1-2 cây mình rậm quá, không cần lượng hoa quá khủng trên một cây mai nha. Cây mai thì người ta canh lượng hoa vừa vừa thôi. À, đối với những cái cành mà lép 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 dính trong anh em bỏ đi. Đó. Giống như cây này thì nó vẫn còn non này thì anh em có thể cấu bớt đi này. Cấu mấy cái đầu lọc đi. Đây. Cấu cái đầu ngọn đi. À, trên thực tế thì nhiều người cho rằng là cái lọc non này thì không nên cấu, bởi vì cấu như vậy sẽ giảm cái lực phát của cây, nhưng trên thực tế đó là những cây yếu. Anh em phải hiểu là đấy là những cây yếu thôi, còn đối với những cây mà nó bắn tược như thế này mà nó phát mạnh như thế này thì anh em mà không cấu đi thì lượng nước một ngày tưới 2 lần, chứ một lần không đủ nha anh em, một lần cái từ sáng đến tầm 1 giờ chiều cái lao đầu cái cây nó cái chậu khô rang rồi,
bởi vì cái là lá nó lớn anh em, cho nên là anh em bấm chặn bớt. Thế là đối với những cây mà lực như này, đó là lý do tại sao mà từ tháng 3 cho đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 vẫn đều phải đi chặn lọc. Chặn lọc là lý do là đối với những cây sung mạnh, sung mãn thì mình phải lên chặn. Còn về thành phần mà bón phân thì đối với những cây mai mà sung mạnh như hai thì thời điểm này anh em cũng từ từ gạn bón để cho cây nó hạn chế bớt cái lượng phân dư thừa trong cây đi. Những cây sung này là chắc chắn là do là lượng phân quá lớn cho nên là nó bị thừa phân, cho nên nó phát rất là khủng. Nên anh em hạn chế bón phân bớt đối với những cây mà quá sung mãn anh em. Quá sung mãn thì mình hạn chế khoảng tầm là đáng nhẽ là chu kỳ là nó bón, ví dụ là đầu tháng 4 là mình bón đi thì mình để đến giữa tháng 4 hãy chêm, hãy bón. Và hàm lượng phân bón cho đối với những cây mạnh thế này thì anh em bây giờ đầu tháng 4 rồi, lọc mình không cần nhiều thì anh em có thể đi phân bón là 10, 30, 10. Nhưng anh em vẫn có thể là đi 30, 10, 10 vẫn được. Nhưng mà theo mình thì đối với những cây mà dư phân, dư đạm này thì anh em nên giảm hàm lượng phân đạm lại. Phân đạm là phân NPK đó anh em. Thì phân NPK là có đạm, lân, kali đó. Là phân gọi là phân đại lượng. Thì anh em nên giảm bớt cái phần đạm đi. Thì anh em đi các loại phân là 10, 30, 10 là hợp lý đối với những cây mai mà sung mãn thế này. Còn đối với những cái em mà bonsai như thế này, em bonsai này thì với cái dàn tán này thì đủ cho một cây bonsai rồi nhé. Bởi vì cây bonsai thì nó không cần một dàn tán quá khủng, bởi quá khủng là nó bị phá thế. Đối với cái mai này thì sẽ bị phá thế, thì anh em lên cân bằng hàm lượng phân. Ví dụ như đối với cây, tức là vào tháng 4 này ta sẽ tính đến vấn đề là cân bằng phân. Ví dụ đối với cây mà bình thường gọi là không tốt, không xấu, vừa đẹp thế này thì anh em nên sử dụng các loại phân bón, ví dụ như là NPK. Nếu anh em muốn đi thì có thể sử dụng đi là 10, 20, 10, nghĩa là đạm và lân và kali nó gần gần cân nhau một xíu. Thằng kali nó sẽ giúp cho cái cành mai của anh em nó cứng hơn, cành mai nó cứng hơn này. Đó, nó sẽ giúp cái cành mai nó cứng hơn. Và thằng lân thì nó giúp lá xanh hơn, dày hơn. Đó, chứ còn trên thực tế đối với những cái cây mà đã đủ tàn, đủ nhánh thì người ta sẽ không cần lượng đạm quá cao. Nhưng buộc lòng vẫn phải cho phân đạm nha anh em. Bởi nếu không cho mà anh em đi phân NPK mà anh em đi phân đơn, ví dụ anh em đi lân và kali, thì đối với những cây này nó sẽ làm nụ rất là sớm. Thì cuối năm anh em chắc chắn ăn Tết cực sớm luôn. Cho nên là vẫn phải đi sử dụng một lượng phân đạm. Tóm lại là mình đi phân bón, khi sử dụng phân hóa học vô cơ thì phải đi cân bằng phân, không nên đi một loại phân nha anh em. Một loại phân là trừ khi là những cây như thế này nó vượt tược quá nhiều. Sang tháng cuối tháng 5, đầu tháng 6 thì anh em buộc phải đi một mình thằng lân đơn thôi để chặn lọc lại. Đó, thì là đối với những cây tốt như vậy. Cho nên là khi chăm sóc mai là bón phân hơi khó, rắc rối một xíu. Đây là theo cái kinh nghiệm của mình chia sẻ, chứ không phải nói là đây là cái kinh nghiệm chính xác nha nha. Đó, đây là cái kinh nghiệm riêng của mình thôi. Vậy đối với những cây này thì vào tháng 5, tháng 6 anh em phải đi lân đơn để cho nó chặn cây lọc lại và nó tạo nụ. Chứ còn nếu mà anh em vẫn đi phân NPK 30, 10, cái lọc nó thượt ra thêm khoảng tầm 50 phân nữa là cũng biết chơi cái kiểu gì luôn ạ. Nó phá thế cây, trừ khi là cây dưới đất thì anh em bón kiểu gì cũng được. Còn cây trên chậu người ta phải khống chế để chơi hoa. Cây mai đồng ý là cũng chơi cành, chơi nhánh, chơi lá, nhưng trên thực tế vẫn phải là chơi hoa nha nhé. Vì vậy cho nên là mình phải biết cách để cân bằng phân. Còn đối với những cây mai, ở vì mình sẽ ví dụ cho như cây này đi, thì đồng ý là tàn nhánh nó rất là đủ rồi này, nhưng mà lọc non nó ít đi hơn. Thì cây này mình cần một lượng lọc nó phát để cho bộ rễ nó phát triển mạnh thêm. Thì mình sẽ sử dụng là phân bón là 30, 10, 10 thì nó hợp lý nha nhé. Đối với những cái cây mà lá mà nó già như thế này mà anh em bây giờ còn đi các loại phân là ví dụ như hàm lượng lân cao thì cây này sẽ nằm nụ rất là sớm. Vì vậy cho nên là cuối năm anh em chắc chắn là sẽ nở hoa sớm. Vì vậy cho nên là khi bón phân anh em bắt đầu từ mùa này đổ đi thì anh em nên nhìn vào những cái tàn lá cây của mình, những cái dàn lá mà cảm thấy là như thế nào là phù hợp để mình đi phân cân bằng phân NPK sao nó phù hợp nha anh em. Và tỷ lệ phân bón cho NPK thì mình cũng đã chia sẻ video hôm trước rồi, thì anh em có thể xem lại video cách bón phân đáp cho mai vàng. Thì hôm sau mình sẽ làm kỹ về cái vấn đề phân bón NPK và GAB cho anh em dễ biết và dễ tham khảo thêm. Còn hôm nay thì mình chỉ làm một video tổng quát về cái vấn đề cách chăm sóc mai vào tháng 4 thôi nha anh em. Thì về vấn đề mà chặn đọt hay hãm đọt và đi phân gì trên tùy từng cây mai. Bởi nó phụ thuộc tùy từng cây, chứ không phải cây nào nó giống cây nào nha anh em. Cây nào mà cành nhánh còn thưa thớt thì mình đi 30, 10, 10. Đó. Rồi cây nào mà lá mà nó dài như cây này này, mà nó không thể phát lọc thì anh em cũng lên đi 30, 10, 10.
Thì thường thường là nếu như anh em không đi phân thì trong vòng 1 tháng thì cây này sẽ phát lộc, nhưng nó phát lộc là ngắn. Còn nếu anh em sử dụng phân bón 30/10 thì đối với những cây như thế này thì trong vòng khoảng tầm là 20 ngày nó sẽ phát lộc ra và lộc nó sẽ dài hơn. Thì đấy là đối phù hợp phân 30/10 là nó phù hợp đối với cây mà đứng lộc như thế này. Còn đối với những cái cây mà nó phát lộc thì anh em lên phát lộc mạnh thì anh em nên cân bằng phân, ví dụ như là 10/20/10 hoặc là 20/20/15. Đó là tùy thuộc theo anh em. Nhưng mà theo nguyên tắc bón phân thì là từ tháng giêng cho đến tháng 5 là sử dụng phân 30/10/10. Và từ tháng 6 cho đến tháng 9 là sử dụng hàm lượng lân cao hơn, tức là 10/50/10. Và tháng 12 thì ngược lại là anh em có thể đi là 20/20/20 hoặc 20/20/15. Đó nghĩa là cân bằng phân theo chu kỳ của cây mai. Đó, chứ còn cái video mình muốn làm cho anh em xem đây là cái video tổng thể trên một tùy từng cây. Anh em phải hiểu tùy từng cây. Đây là video tổng thể tùy từng cây. Chứ đối với những cây này như thế này, cành nhánh là còn thưa thớt, cây này là cây phôi chưa xong cành nhánh còn thưa thớt thì mình cần phải đi hàm lượng là 30/10/10 hoặc là anh em bón thúc kiểu gì đấy cho nó phát tán phát lọc cho nó nhanh còn kịp. Nhưng bây giờ cái loại này là loại phôi chưa thành phẩm thì đối với những cây như thế này thì nó sẽ bị mình sẽ cần lượng lọc nhiều hơn để nhiều lá. Còn đối với những cây thành phẩm thì khi mà lá nó già cỗi rồi thì anh em lên tính như vậy để anh em đi phân cho nó dễ hơn nha anh em. Vâng, vậy là vừa rồi là cái thành phần là phân bón thì mình có chia sẻ như vậy. Thì anh em hy vọng là anh em xem hiểu hơn về cái cách thức bón phân cho cây mai vàng. Còn bây giờ là sau đây mình sẽ xin chia sẻ anh em là một số vấn đề, ví dụ như mùa này thì bệnh rất là nhiều. Bắt đầu từ tháng cuối tháng 3 cho đến cuối tháng 6 thì hàm lượng bệnh rất là cao, đặc biệt là nấm hồng và rỉ sắt, than thư và bệnh cháy lá. Thì đối với những cây như thế này, đối với những cây mai của anh em chứ không nhất thiết là cây này, cây nào cũng vậy thôi, thì vào thời điểm này thì anh em khoảng tầm xiêng xiêng thì nếu có điều kiện thì anh em có thể tưới gốc một lần thằng Ridumin Gold. Còn ở trên thì anh em sử dụng là tin super nha anh em, nghe kỹ là tin super nha. Tin super là dòng kháng bệnh tốt nhất hiện nay mà mình hay sử dụng. Đây là theo ý kiến riêng của mình chứ mình không có nói là hoàn toàn là các anh em khác sử dụng theo cái phương pháp của mình. Đây là mình chỉ nói là cái vấn đề của mình chăm sóc thì mình hay sử dụng hàng tin super. Đó là mình phun phòng, đặc biệt là đối với những cây này thì 1 tháng mình phòng 1 lần. Còn đối với những cây nào nhiễm bệnh thì mình phải phun xử lý là 7 ngày 1 lần thì may ra mới hết được nha anh em. Cho nên là anh em lên phòng chứ đừng có là để nó nấm bệnh đi thì khó, rất khó xử lý. Còn nếu như anh em nào đã xem video trước của mình thì có thể phun bóc đô. Hôm trước mình có quay video thì rất nhiều anh em hỏi là cái màu xanh xanh như này, cái màu xanh 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 mà chấm chấm này là mình sử dụng thuốc gì. Thì đây là bóc đô là giữa vôi cộng mới sun phát đồng nha anh em. Thì sẽ pha ra dung dịch bóc đô này. Mình sẽ nói sơ cho anh em dễ hiểu này. 1 kg vôi pha với 1 kg đồng sun phát đồng thì sẽ ra là 100 lít nước dung dịch bóc đô. Thì anh em nên sử dụng trong ngày. Thì anh em nào muốn xem kỹ cách pha chế dung dịch bóc đô thì anh em quay lại video giờ của mình là cách pha chế dung dịch bóc đô thì sẽ có cái video đó. Đây là cái loại này nó chỉ phòng bệnh thôi nha, chứ nó kháng bệnh, nó phòng bệnh và kháng bệnh chứ không trị được bệnh nha. Nên là cái lá mai nó thường thường nó có cái màu xanh, cái màu xanh mà loang loang này nha. Đây này, nhìn xa thì tưởng là bị bệnh nhưng phải đây là cái màu thuốc dính nha. Nhưng phải để ý kỹ, đây là một cái màu thuốc nó dính chứ không phải màu bệnh. Mình lên phun kỹ hai mặt và đều cây thì nó sẽ kháng bệnh. Tóm lại là cây mai thứ nhất là cần lực cây, thứ hai là phải người ta phun phòng chứ còn phun trị rất là khó nha. Khi mà bị bệnh rồi thì anh em phun nó hiệu quả nó sẽ kém hơn rất nhiều mà cái vấn đề mà anh em phun phòng. Đấy là cái vấn đề về thuốc bệnh. Thuốc bệnh thì thường mình hay sử dụng là tin super. Tin super là cái loại đó nó bán giá thì nó hơi cao. Nhưng mà thường 1 tháng mình phun 1 lần thôi chứ cũng không phun liên tục. Cái loại đấy thì họ bán là 100cc là 90.000 hay 100.000. Chai tin super là 100cc là tỷ lệ pha của họ là 100cc pha từ 80 lít nước cho đến 100 lít nước nha nha. Nghĩa là 1cc gọi nôm la là pha 1 lít đi. Đó là tin super. Vì vậy cho nên anh em có thể mua loại đấy để phun phòng và phun trị bệnh. Và đặc biệt là bệnh nấm hồng nha nha. Nấm hồng thì nhân tiện hôm nay mình chia sẻ anh em luôn là xưa giờ mình có chia sẻ anh em là sử dụng là cóc 85 để bôi. Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại cho anh em tham khảo. Đó là nấm hồng thì trị bằng cách này cực hay và cực kỳ hiệu quả luôn. Ví dụ trên cành mai nó bị nấm hồng ngay điểm này đúng không, thì anh em sử dụng cho mình là tin super 1cc pha 1 lít
một cc pha một cc nước. Anh em lấy bông gòn hay là lấy gì đó quét ngay điểm nấm này, thì chỉ quét hai lần thôi là nấm hồng chết nhanh nha, đặc biệt là nấm hồng hoặc là nấm trắng hoặc nấm đen gì đó. Nấm đen thì khó trị hơn, nấm hồng thì dễ hơn, thì chỉ quét hai lần là hết. Và mùa này thì các loại bệnh như than thư thì nó sẽ không gây hại cho cây mai của anh em, mà sẽ không làm cây mai của anh em bị chết, nhưng mà nó làm cái lá mai của anh em quang hợp yếu, khiến cho tình trạng cây mai là ngày một suy dinh dưỡng đi. Bệnh than thư thì nó lấm chấm, nó gần giống như bệnh dị sắt, lấm chấm lá này. Anh em thấy là cũng sử dụng tinctober full là cũng rất hay, mà lên bào thuốc nha. Vì anh em dưới gốc anh em tưới Rilumin, ở trên anh em sử dụng tinctober thì sẽ phòng chống được cái bệnh than thư đó. Hoặc bệnh than thư thì có thể sử dụng là các dòng Anvin cũng được, Anvin được, nhưng mà dòng thuốc mạnh nhất là tinctober nha nha. Còn đối với anh em nào chơi nhiều thì nên sử dụng Anvin, vì chơi nhiều mà sử dụng tinctober thì tiền nó cao. Và đặc biệt thì mùa này anh em lên phun phòng bỏ trĩ nha, bởi vì thường thường cứ lọc non này ra này thì bỏ trĩ nó sẽ tấn công nha nha, cứ nó hay tấn công lọc non và sâu đây nha. Đây là mình phun liên tục mà sâu nó vẫn ăn này. Nhưng trên thực tế thì bắt đầu mùa này đổ đi thì đại đa số là mình chỉ lấy thêm một lần lọc duy nhất này thôi nha nha. Đối với cây mai của mình thì mình chỉ lấy thêm một lần lọc duy nhất này nữa, còn những cái lần lọc khác thì mình bỏ nha, bởi vì quả khu mình làm lụng sớm lắm, cứ cuối tháng 5 là mình làm lụng rồi. Khu mình bởi vì thời tiết vào ngày Tết nó lạnh, nhiệt độ chỉ còn 13 độ cho đến 17 độ vào ban đêm, có khi xuống 12 độ, cho nên là ngoài mình phải làm lụng sớm hơn. Còn đối với những anh em mà ở các miền nắng nóng thì có thể là lấy lụng từ tháng 8, tháng 9 vẫn được. Còn ở khu vực Gia Lai thì đặc biệt khu Gia Lai mà thành phố Pleiku, nhiệt độ nó thấp, nhiệt độ vào mùa ngày Tết nó thấp, cho nên là mình phải làm lụng sớm hơn. Nên là anh em phun phòng bỏ trĩ thì anh em phun các loại thuốc như là Confidor là hoặc là Atara, nói chung là các loại thuốc anh em có thể ra một tiệm bảo vệ thực vật mua phun phòng. Còn đặc biệt mà khi bị bỏ trĩ tấn công rồi nha nha, thì anh em phải đảo thuốc liên tục. Ví dụ hôm nay phun thuốc sâu loại này thì ngày mai phải phun thuốc sâu loại khác, và khi bị nặng thì anh em phải 3 ngày phun một lần hoặc 2 ngày phun một lần. Chứ nếu một tuần phun một lần mình cam đoan là không chết con bọ trĩ nha. Bởi vì con bọ trĩ chu kỳ ngày sống của nó ngắn. Vì vậy nên là anh em nên tranh thủ để ý cho kỹ vào. Chủ yếu nhất là trên cây mai nó sợ nhất là bọ trĩ. Nấm hồng. Hai cái bệnh đấy là bệnh nguy hiểm nha. Bọ trĩ thì nó chơi quằn hết lá này, xong rồi lá phát ra không được, sẽ không có nhiệt với những cái lá già thế này. Không có lá già này thì quang hợp không tốt, bộ rễ sẽ không có. Vào thời điểm này thì đối với bộ rễ mai thì anh em cũng có thể là thi thoảng một tháng, hai tháng tưới một lần 3M để dưỡng rễ rất là ok. Nói chung là nếu có điều kiện, còn nếu không có điều kiện thì thôi. Còn đặc biệt đối với những bất kỳ cây mai nào cũng vậy thôi, thì anh em nên rải một lớp phân hữu cơ vào thời điểm này. Ví dụ như các loại phân bò hoai mục hoặc phân dê hoai mục, hoặc phân tóm lại là các loại phân hữu cơ hoai mục. Nhưng anh em hạn chế bón sử dụng phân gà nhé, bởi vì phân gà nó không phù hợp cho cây mai, bởi phân gà là hàm lượng kali rất là cao, cho nên là nó không phù hợp đối với những cây mai trên trọng. Phân gà nó rất là tốt nhưng mà lại không phù hợp cho cây mai nha nhé. Nên khi anh em bón phân thì nên cân nhắc là không nên sử dụng phân gà, bởi phân gà người ta sử dụng cho ớt thôi nhé, cho ớt thôi. Còn cho mai thì cũng không phù hợp, hoặc là sang tháng 10 thì bắt đầu anh em bón phân gà là phù hợp, bởi vì cái thời điểm đó là cây mai nó cần lượng kali cao á, thì anh em sử dụng phân gà thì ok. Nói chung thì về phân bón nó cũng dễ thôi nha, chủ yếu là anh em dòm cái mức độ phát của cây mai mình, rồi dòm lực cây, rồi tính cách tính toán, nó tùy theo từng cây. Cây gì nên bón phân gì nhiều, cây đang đi đọt rất mạnh mà lại tương thêm thằng 30-10-10 thì nó bắn đọt dài ra như cái xẻ beng ấy nhé. Nó dài nó đi cả tông, mất công phải bấm khẩu. Nói chung thì video tổng quát của mình ở đến đây cũng xin phép tạm dừng. Hy vọng video này anh em xem kỹ có thể hiểu được cái vấn đề là chăm sóc mai thì nó không khó gì mấy, nhưng quan trọng nhất là mình
phòng bệnh, đừng trị bệnh. Đặc biệt mà khi bị bệnh rồi thì trị rất là khó. Các bệnh khó trị nhất là ví dụ như bệnh than thư mới reset anh em. Reset rồi bệnh vàng lá, rụng lá, bệnh vàng lá rụng lá cũng rất là khó trị. Thì sau video này mình sẽ làm một số video về liên quan đến các loại bệnh và sử dụng các loại thuốc gì để anh em tham khảo. Ở đây chỉ là video gọi là mình phun phòng theo như vậy, hình thức là như vậy nha anh em. Và xin tổng chào toàn thể quý vị. Hy vọng video này giúp quý vị hiểu thêm về một số vấn đề chăm sóc trên cây mai. Xin tổng chào, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.